Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6, nhà xưởng lốp xe trên đường T15, phường An Phú Đông, quận 12 bốc cháy. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều dụng cụ dễ cháy kèm nắng gắt nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận tin, công an quận 12 cùng phòng BC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Gần 11 giờ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang phối hợp cùng công an quận 12 dập lửa tại nhà xưởng.